thích ai thì cứ tỏ tình đi, cùng lắm khỏi làm bạn nữa. Đôi khi tim chợt xao động vì một ai đó, mà cứ băn khoăn không biết họ có thích mình không. Bật đèn xanh, phát tín hiệu đủ kiểu rồi mà họ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lúc này ta như đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết phải làm thế nào, tiến về phía trước hay lùi một bước. Thỉnh thoảng cũng muốn nói hết ra một lần cho thỏa nỗi lòng, nhưng sợ nói ra rồi thì đến làm bạn cũng chẳng thể nữa. Vì thế nên ta cứ chấp nhận im lặng, âm thầm ở bên người ấy. Nhưng cảm giác yêu mà không dám nói, khó chịu vô cùng. Liệu bạn có thể chôn giấu được tình cảm ấy bao lâu? Dũng cảm tỏ tình với họ. Tình huống xấu nhất là không thể nhìn mặt nhau được nữa. Nhưng nếu không nói, chẳng lẽ cứ để người khác mang họ đi thật sao? Liệu bạn có dám đánh cược tình cảm của mình để nói ra tất cả hay không? Xin mời bạn cùng lắng nghe lá thư tâm sự của tuần này. Nếu có một tình yêu khó khăn, khổ sở nhất thì đó chính là yêu đơn phương. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng phát hiện ra mình crush một người. Chẳng vì lý do gì cả, đôi khi đơn giản chỉ vì người ấy là người duy nhất mỉm cười với ta vào một ngày khỉ gió nào đó. Vì vẻ ngoài ngộ ngộ, hay vì người ấy đẹp trai, giỏi giang, hoặc khi thấy người ta tự dưng bầu trời cao rộng hơn biết mấy. Và thế là bắt đầu những chuỗi ngày truy tìm các thông tin của Rush. Nào là xem Facebook viết gì, hồi 10 năm trước người ta thế nào, có thích ai không, cùng hoàng đạo là gì, có hợp với mình không nhỉ? Nếu không hợp nhau thì vẫn viện cớ phải hợp, nhất định là hợp. Từ khi biết thích một người, tự dưng chúng ta trở thành người ngớ ngẩn hơn cả. Dù cho trước đây chúng ta có thông minh, nhanh nhẹn, lém lĩnh, hài hước đến nhường nào, thì khi nói chuyện với người đó, ta bỗng thấy mình trở nên nhạt nhẽo, ngu ngốc. Kỹ năng giao tiếp cũng giảm sút trầm trọng mà không biết nguyên nhân. Luôn có vô vàn điều dở hơi khi ta thích một người. Kể cả chuyện khi đầu tóc bê bết nhất, khuôn mặt mọc thảm hại nhất, lao ra đường thì gặp ngay người ta. Crush là người khiến ta thấy mình thiếu tự tin và xấu xí nhất. Nhưng lại sợ hãi, nếu như bày tỏ thì người ta sẽ biến mất ngay lập tức. Việc tỏ tình lúc nào cũng thật sự khó khăn, cứ vào tin nhắn mãi để bắt chuyện. Xóa rồi viết, viết rồi xóa như một đứa dở hơi. Mà mình lại là con gái, thì có nên chủ động hay không? Thật ra cô gái ạ, trên cuộc đời này, không phải ai cũng tìm được một người khiến bản thân trở nên ngớ ngẩn và ngây thơ như thế. Cũng không mấy ai may mắn tìm được người khiến mình rung động ấy đâu. Thế nên là đừng bỏ lỡ. Nếu thích ai, thấy thời gian khổ cực đủ rồi, không muốn phải lắm la lắm lét nữa, không muốn nhiều khi nước mắt rơi vô cớ khi người ta bỗng vô tâm, không chú ý đến mình, hãy thở thật sâu rồi nhắm mắt nhắm mũi mà nói những gì chân thành nhất. Nếu người ta từ chối không thích mình thì đành chịu thôi. Quê thì cũng quê rồi, xấu hổ quá thì kiểu gì sao cũng hết. Buồn thật, đau thật, nhưng biết giới hạn của đoạn tình cảm này. Người ta mà bảo mình làm bạn thôi thì cứ mạnh dạn mà bảo tôi nhiều bạn rồi, không cần thêm bạn nữa. Thế cho nó ngầu. Đó là tình huống xấu nhất thôi. Còn lỡ người ta mà đáp trả thì sao? Lỡ người ta cũng tin thích mình nhưng cũng sợ sệt giống mình, lại chả có thêm một mùa hoa à. Vậy nên đừng sợ người ta từ chối, đừng sợ mối quan hệ rồi sẽ chẳng còn nữa, sợ người ta bỏ đi.
đừng kìm hãm mình trong một khuôn khổ nào cả. Mở lời thì khó, nhưng yêu đơn phương khổ quá chừng còn khó hơn. Thích ai thì cứ bày tỏ, chỉ cần mình đủ chân thành, đủ nhẫn nại, đủ kiên trì thì bản thân đã là một sự cố gắng lớn, xứng đáng được hưởng hạnh phúc rồi. Đừng im lặng để mãi ngày sau nuối tiếc, cứ ngầu một lần đi cho đời nhiều bất ngờ nghe. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.